chào các bạn đã đến với hành trình ở Kyoto của mình. Hiện tại phía đằng sau mình đang đứng đó là ngôi chùa Byodo-in. Cái ngôi chùa này có in trên cái đồng 10 yên đây này. Đấy. In luôn trên đồng 10 yên. Nên là hành trình đầu tiên mình tham quan ngôi chùa Byodo-in. Đấy. Thì cái vé vào đây ấy là mất 600 yên. Còn nếu mà các bạn trong ngôi chùa ấy thì mất thêm 300 yên nữa. Và nếu mà để đi vào trong đó thì phải cởi dép ở bên ngoài. Và hôm nay đấy thì là đang dịp lễ Tết đầu năm nên là lượng người đi lại cũng khá là đông. Và bây giờ mình sẽ đi xung quanh vòng quanh ngôi chùa này xem là có những kiến trúc gì cho các bạn xem nhé. Cùng đi tham quan với mình nha. Ở dưới đây cũng có cá chép, toàn con cá chép to bự luôn. Con cá chép màu đen to cực luôn. Ngôi chùa này rất là rộng, rất là dài ấy, nên là các bạn có thể đi ngắm toàn cảnh 360 độ mọi góc của ngôi chùa này luôn. Đẹp mọi người ạ. Ở phía này là bán vé để đi vào trong chùa. Ở nơi đây như là một công viên khá là rộng, có nhiều các quần thể khác nhau ấy. Thì mình sẽ đi từ từ tham quan cho mọi người xem nhé. Đây nha quý vị, đây là cái bản đồ cả quần thể ngôi chùa Byodo-in. Ngôi chùa này nằm giữa một trên lòng một cái hồ, nên là mọi người đi viền xung quanh đây là ngắm toàn cảnh 360 độ hình ảnh ngôi chùa. Thì vừa mình đã đi được tầm nửa vòng rồi. Và phía bên đây ấy, cũng có một số điện chùa khác nhau nữa cùng nằm trong cái quần thể này. Thì kiến trúc của Nhật ấy thì bao giờ cũng kiểu mãi cổ kính. Mình đi nhiều chùa mà mình thấy kiểu chỗ nào cũng kiểu xây giống nhau, cũng màu đỏ rồi là mái màu đen kiểu như vậy thôi. Mình đi vào mùa đông ấy nên là những cái lá cây này rụng hết rồi, chỉ còn cây khô. Nhưng mà nếu mà các bạn đi vào đúng mùa lá đỏ ấy thì ở đây sẽ rất là tuyệt vời mọi người ạ. Vừa có hồ, vừa có nước này, vừa có lá đỏ, xong rồi là kiến trúc cũng đẹp đó. Trên bản đồ thì nhìn có vẻ rộng thế thôi, chứ đi đấy thì chắc là các bạn đi tham quan chắc là mất tầm khoảng 15-20 phút là hết mọi người ạ. Bây giờ là mình đang trên đường ra rồi. Đây là điện bất động. Đi một vòng mà bây giờ là đường ra rồi. Bây giờ mình đang trên đường hành hương đi đến ngôi chùa mang tên ngôi chùa nghìn cột ở Kyoto. Ngôi chùa nổi tiếng với lại 1.000 cây cột màu đỏ đỏ ấy. Khi nhắc đến Kyoto là người ta hay đến ngôi chùa nghìn cột này check in cái kiểu như mặc kimono rồi quay mặt về phía camera đấy. Hôm nay mọi người đi đông quá. Cánh cổng chính này là bạn sẽ đến điện vào trong ngôi chùa. Cả một màu chủ đạo ở đây, cả những ngôi chùa nhất đây đều là màu đỏ son lộng lẫy. Ở đây quý khách đông đông quá đây là mình chẳng bỏ khẩu trang nữa, mình chỉ quay video thôi mọi người ạ. Đây là cái bản đồ hướng dẫn đi tham quan ngôi chùa này nhá. Ngôi chùa này là tổng thể là hơn 1.000 cái cổng gì đó.
một quần thể rất là xung quanh núi ấy, phải đi vòng qua các núi thì sẽ thấy những cái cổng màu đỏ khác nhau. Và bây giờ mình sẽ đi từ từ nhá, tham quan cho mọi người xem những khu vực này bán đồ lưu niệm. Hôm nay trời đẹp quá, mọi người đi hành hương rất lâu. Để lên được ngôi chùa này ấy, các bạn phải trải qua rất là nhiều những cái bậc thang khác nhau. Phải leo bậc thang vì chùa nằm ở trên núi mà. Những cái cổng màu đỏ này cũng trải dài quanh cái dãy núi đó. Và mình có ý định là chỉ đi những cái, chắc là đi tầm 1/4 của những cái cổng màu đỏ ấy thôi, chứ không đi hết cả cái quả đồi này đâu. Mình đến những cái cánh cổng tiếp theo rồi nha. Những cái cổng này san sát nhau rồi, nhìn thấy giống cảnh mạng rồi đấy. Đây, tori, à, tiếng Nhật ấy, những cái cánh cổng màu đỏ này người ta sẽ gọi là tori. Đến đầu tiên rồi nha. Người đông quá. Qua những cái cánh cổng đầu tiên mà cột to ấy, thì tiếp theo là các bạn sẽ đến những cái cánh cổng cũng giống y như vậy nhưng mà kích thước nhỏ hơn và nó dày hơn ạ. Có hai lối đi luôn, một lối là để đi, một lối là để về. Đây, cái mật độ ở đây dày hơn ạ. Nên là mình chỉ đi tầm khoảng 1/4 vào những cái chỗ đẹp nhất. Kia các bạn có thể nhìn thấy phía xa xa mình cũng toàn là những cái cánh cổng đó nhé. Bây giờ mình đã chuẩn bị đi xuống núi và đi điểm tham quan tiếp theo. Hẹn gặp mọi người ở điểm tiếp theo nhé. Giờ tiếp theo là mình sẽ đi chùa Kiêu Vi Dự, là chùa Thanh Thủy ạ.